Thưa quý khán giả, lá ổi là loại nguyên liệu mà chúng ta không khó để có thể tìm trong thiên nhiên. Ngoài công dụng là nấu nước để xông người và mỗi khi bị cảm lạnh, thì một nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông Hà Huy Giáp ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ còn sử dụng lá ổi để chế tạo thành nước rửa chén. Đây chính là sản phẩm mà các em đưa đến cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Cần Thơ năm nay. Đây là sản phẩm nước rửa chén chế xuất từ lá ổi và bồ hòn do bốn em Nguyễn Tiến Duẩn, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Trọng và Nguyễn Mạnh Hùng, trường Trung học phổ thông Hà Huy Giáp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thực hiện. Để cho ra một lít rửa chén như thế này thì cần các công đoạn. Đầu tiên là em sẽ tạo dịch chiết bồ hòn bằng cách xoay nhuyễn bồ hòn và nấu với nước trong vòng 30 phút. Sau đó em sẽ lên men bồ hòn với dịch men vi sinh. Thì sau khi em thuộc men vi sinh, em sẽ làm dịch ra dịch chiết lá bằng cách em đun sôi lá ổi và vỏ bưởi. Sau khi em tạo ra được dịch chiết lá và dịch chiết bồ hòn đã lên men, thì em sẽ chọn hai cái đó lại và em thoa bột nha đam vào để em trong 24 giờ cho cạnh lắng xuống, em lọc và em sẽ làm được cái sản phẩm nước như thế này. Hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều các loại nước rửa chén, nhưng mà đa số là các nước rửa chén được sản xuất từ các loại hóa chất, người ta gọi chung đó là nước rửa chén công nghiệp. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng nước rửa chén công nghiệp lâu ngày mà có thể chúng ta tiếp xúc với nó trực tiếp hàng ngày thì có thể là gây một số các bệnh về ngoài da tay, mà lâu dần nếu như chúng ta sử dụng mà chén dĩa mà có đọng lại hoặc là còn tồn dư lại nước rửa chén trên chén dĩa thì lâu dần cũng sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Để mang sản phẩm tốt nhất đến với cuộc thi, nhóm 4 em học sinh đã khảo sát và lấy ý kiến của người dân xung quanh sau khi sử dụng sản phẩm nước rửa chén chiết xuất từ thiên nhiên này. Chúng em đã thử nghiệm phát cho gần 30 hộ dân tại các vị trí khác nhau, cũng như là các hộ dân mà nằm trong địa bàn ấp của chúng em. Thì đa số là các cái đánh giá thì đều 100% là cái nước rửa chén này không hại da tay, cũng như là không ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn tại vì đó là nước rửa chén hữu cơ cho nên là cái mùi của nó sẽ không bằng nước rửa chén công nghiệp. Nhưng mà chúng em đã khắc phục bằng cách thêm những cái hương liệu thành phần tự nhiên như là tinh dầu vỏ bưởi hoặc là các cái loại tinh dầu có nguồn gốc từ thiên nhiên thì có thể rút làm cho nước rửa chén dễ chịu hơn. Mặc dù chỉ là sản phẩm mang đến với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Cần Thơ, chưa biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng qua đây cho thấy, ngoài sự sáng tạo của các em học sinh, còn có ý thức về bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tới đây, sản phẩm vẫn sẽ được các em hoàn thiện để mang đến một sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng.